Rồi, ở cái video này mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho bạn về cái con IGBT và cái con PET. Như vậy thì muốn cho nó hoạt động, muốn cho nó dẫn điện thì như là cái video clip trước mình đã nói rằng chúng ta sẽ đẩy đồng hồ than diode và chúng ta sẽ que đỏ chúng ta sẽ vô chân G, que đen chúng ta sẽ vô chân Ơ. Như vậy thì nó đèn này nó sẽ sáng lên, và khi mà cái đèn này nó sáng là nó sẽ không tắt. Con IGBT đặc tính của nó là một khi dẫn điện là dẫn luôn, mặc dù chúng ta đã không còn kích vô chân G nha. Nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn nó tắt thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải có một cái điện áp ngược trở lại. Chúng ta sẽ thử đây. Đây, các bạn xem thử nha. Đây bóng đèn đây. Rồi chưa? Cái này hồi bữa giờ chúng ta đã làm cho nó rồi đúng không? Rồi chưa các bạn? Rồi các bạn xem, đây là bóng đèn nè. Rồi chưa? Rồi các bạn xem cho kỹ nha. Cái chỗ này hồi bữa mình làm rồi ha. Đúng không? Mình không có thay đổi gì chứ cả. Các bạn nhìn cho kỹ nha. Mình sẽ cho cái camera nó xuống nè. Các bạn nhìn nè. Các bạn thấy chưa? Hai cái chân nó không chạm nhau nha. Đó. Các bạn thấy không? Chân G nó nằm về bìa nè. Thấy chưa? Ok không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ thử nó đây. Đây. Bây giờ muốn cho thì các bạn sẽ để than diode. Đầu tiên chúng ta sẽ để than diode. Đây các bạn thấy không? Chúng ta mở than diode. Đây. Than diode nè. Đó. Các bạn nhìn thấy than diode không? Rồi, đây là chúng ta đang hướng dẫn cho bạn đồng hồ số, chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn đồng hồ kim. À, cái than diode khi mà chúng ta chập vô thì nó cũng kêu te te nha. Đây. Rồi, ok, mở nguồn nè. Rồi, đầu tiên muốn cho nó sáng cái đèn này, đây cái bóng đây, muốn cho nó sáng cái đèn này, thì chúng ta sẽ để que đỏ nè, vô chân G đúng không? Nè, que đen nè, vô chân Ơ nè, que đỏ vô chân G nè. À, sorry. Để coi mình có xúc cái dây điện không, các bạn chờ mình xíu. Rồi, ok chưa? Đó, bữa nãy nó xúc cái dây các bạn. Rồi, bạn muốn nó tắt đúng không? Bạn muốn nó tắt thì bạn để que đỏ vô chân Ơ, que đen vô chân G. Đó, bạn thấy nó tắt chưa? Rồi, làm lại nè. Muốn cho nó sáng nè, que đen vô chân Ơ nè. Thấy không? Thấy không? Que đỏ vô chân G nha. Đây. Rồi chưa? Bạn thấy không? Rất ok chưa? Nó rất là dễ luôn các bạn. Rồi, muốn nó tắt nè. Nè, để vô nè. Đổi ngược lại đúng không? Nãy giờ các bạn. Các bạn thấy được chưa? Như vậy thì nó có dễ cho mấy bạn không? Nó có dễ cho bạn không? Nè, muốn cho nó sáng nè. Thấy chưa? Rồi, ok, đây là đồng hồ số. Chúng ta sẽ tới tiếp tục đồng hồ kim. Đồng hồ kim á, thì các bạn để than nhân 10 cho mình. Để than nhân 10. Ok chưa? Đây. Cái than nhân 10 nè. Được không? Có rõ lắm không? Rồi, để than nhân 10. Rồi chưa? Như vậy thì chúng ta muốn kích nó nè, các bạn nhìn cho kỹ nha. Chúng ta sẽ nói về lý thuyết chút xíu nè. Đây, với cái đồng hồ kim, với cái đồng hồ kim, đây, với đồng hồ kim chúng ta để thêm một khung nữa nha các bạn. À, với đồng hồ kim thì chúng ta cũng làm tương tự. À, với đồng hồ kim thì chúng ta cũng làm tương tự. Đây đồng hồ kim đây các bạn, đây đồng hồ kim thì muốn kích nó, que đỏ cũng vô chân G, que đen chân Ơ. Muốn tắt nó thì que đỏ cũng vô chân Ơ, que đen cũng vô chân G. Rồi, chúng ta sẽ thử nè. Rồi, các bạn thử nha, mở nguồn. Nó đang sáng là do nó dẫn điện mới nãy đó các bạn. Rồi, bây giờ muốn tắt nó nha. Nè, que đen, que đỏ vô nè, que đen vô chân G nè. Bạn thấy chưa? Muốn nó sáng đúng không? Que đỏ vô chân G. Được chưa? Xong chưa? Nếu như chúng ta kích nó sáng rồi mà chúng ta không kích nữa mà nó dẫn rồi, chúng ta kích cho nó tắt nè. Chúng ta kích cho nó tắt. Có lẽ qua là gì? Que đen vô chân G đúng không? Nó sáng thì sáng rồi. Nếu chúng ta kích mà nó không sáng thì nó hư.
nó không dẫn điện. Còn nếu chúng ta kích rồi mà nó sáng rồi mà chúng ta kích cho nó tắt, kích cho nó tắt mà nó không tắt, thì khi nó sáng rồi nó dẫn điện nó bị quấn thông luôn. Đây là một số trường hợp mà các bạn nói là con IGBT nó bị lỗi hay gì đó, có nghĩa là khi chúng ta kích nó sáng thì nó sáng luôn. Tức là kích cho nó dẫn điện, có nghĩa là bạn nó làm như vậy nè, bạn nó làm như vậy, bạn nó kích cho nó dẫn điện, bạn nó kích cho nó dẫn điện, bạn nó bắt đầu bạn kích cho nó dẫn điện thì nó dẫn luôn. Nhưng mà khi chúng ta kích cho nó tắt, kích cho nó tắt thì nó không tắt, đó là bị dẫn điện quấn thông trong lúc chạy rồi ha. Còn có trường hợp nếu chúng ta kích mà nó không sáng thì xe hơi này nó bị đứt thế thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ tới bài 3. Đó là gì? Thử cho phép, đúng chưa? Bạn nào có nhu cầu học sửa qua mạch có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716 705, Zalo của thầy là 0931157788 ha. Các bạn đăng ký sớm vì thầy sắp mở khóa máy lạnh Bana. Các bạn đăng ký sớm cho thầy để thầy sắp xếp giờ cho mấy bạn học nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tới con phét nha. Con phét thì sơ đồ của nó chúng ta cũng bắt tương tự, không khác gì cả, cũng cái bóng đèn ha. Rồi, cũng là con phét, có gì ghê gớm lắm đâu, đúng không các bạn ha? Con phét, các bạn không cần phải vẽ đẹp, vẽ sao mà mình hiểu cũng được, chả cần phải đẹp đâu. Ok chưa? Rồi đó, hiện đi hot chưa? Đây là phương pháp mà các bạn đó kêu mình thử bằng cách kích bóng đèn ha các bạn, kích cái bóng đèn. Rồi 220 chúng ta cũng cấp vô. Như vậy thì chúng ta sẽ thay con này bằng con phét nha. Đây con phét, đây con phét K16 ha, là 60 đúp. Con này thì các bạn thấy rất nhiều ở trong bom máy lạnh Toshiba. Con phét như vậy thì chúng ta sẽ gỡ cái con này ra. Chúng ta gỡ con này ra, nhả con này ra, nhả con này ra. Rồi chúng ta sẽ gỡ con phét ra, gỡ con IGBT ra ha. Đây con IGBT chúng ta thử nè, chúng ta sẽ lấy con phét chúng ta gắn vô nè. Đây ok, chúng ta gắn vô. Rồi gắn vô. Rồi cái điện cũng vậy luôn, cũng gắn vô chân ơ. Rồi chưa, cái bóng đèn chúng ta cũng gắn ý hồi nãy luôn, không khác gì cả, đúng chưa? Rồi các bạn xem được chưa, y chang chưa? Đấy các bạn có thể coi y chang không, đâu có khác nhau gì đâu. Này coi mã số đi, để mất công thì nói bị lộn ha. Đây chưa, K16A 60 đúp. Rồi bây giờ thử nè, đầu tiên cũng giờ chúng ta dùng đồng hồ số nè, cũng để thang nhân một nè, sorry để thang diod nè. Thấy giờ, thấy cái con diod chưa? Rồi hai diod muốn cho bóng đèn sáng nè, bóng đèn đâu, bóng đèn đây, để bóng đèn qua để không thôi thì không thấy, mở nguồn. Rồi chưa, bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cho nó tắt trước nè, để que đen vô chân nghi chân g, chân gì, chân g nè. Ok chưa? Rồi muốn cho nó sáng đúng không, đổi que đỏ qua nè các bạn, đó xong chưa? Sợi dây bóng đèn nó giật giật là do cái bóng đèn nó sáng, cái sợi dây tô đốt nó điện lưới 50 hạt, còn cái trong tốc độ camera chúng ta nhanh hơn. Rồi muốn cho nó tắt nè, để quay đổi chân ơ, chân ơ nè, chân s nè. Rồi cái này vô chân gì, chân g nè. Đó thực hành là nó như vậy đó, chứ đừng có ba cái lý thuyết đầu lao, cứ ngồi đó mà nô này kia nọ, xác định được nó rỉ không. Nếu như mà chúng ta tắt nó rồi mà cái bóng này, cái sợi đốt mà nó còn rỉ, nó còn ứng nhẹ, dạ nó rỉ rồi, nó cũng hư rồi. Đây đối với đồng hồ kim nhân 10 thấy không nè, thấy không, thấy thằng 10 không, thấy giờ. Ok tiếp tục, đây que đỏ nè, mình làm rất rõ nha, không có chối chạy được đâu, khỏi chối nè, để cho nó sáng đúng không. Que đen vô chân S nè, que đỏ vô chân G nè, rồi chưa, muốn cho nó tắt nè, quay đổi vô chân S nè,
quy đi như chân giờ nè, xong rồi đó. Rồi chúng ta kết thúc video. Bạn nào có nhu cầu học sửa bao mạch đăng ký nhanh cho thầy, tại vì khóa học ngày càng đông, nếu các bạn vô trễ không có thời gian học đâu nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công, có nhiều niềm vui cuộc sống. Mình là điện tử thực hành, không có nói lý thuyết dài dòng, chơi bạn mà đo để biết sống chết, thợ sửa xong cái bò rồi đó, các bạn hiểu được chưa? Cho nên người thợ đó họ nói hoàn toàn chính xác. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Nếu có tình cảm nhớ để lại nút like cho thầy, và nhớ nhấn nút đăng ký subscribe để khi mà thầy có những cái video mới các bạn vô xem, nhớ nhấn cái nút đăng ký chuông nha, nhấn cái nút mà có chuông á, để khi mà có video mới các bạn coi. Đây là chỉ là những cái video clip nói về điện tử căn bản thôi, chả có gì quan trọng lắm đâu, tuy nhiên nó rất hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã xem, bye bye.